Nhắc đến những tham quan trong lịch sử Trung Hoa, không thể không nhắc đến cái tên Hòa Thân, đệ nhất tham quan của triều đại nhà Thanh. Hòa Thân còn được gọi là Hòa Khôn, là một trong những trọng thần dưới triều của Hoàng đế Càn Long. Hòa Thân người gốc Mãn Châu. Được đảm bảo bởi sự ưu ái của Càn Long, Hòa Thân đã làm loạn trốn quan trường. Mọi chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày của Hoàng đế khi ấy đều do Hòa Thân đảm nhiệm. Vì thế ông muốn lấy bao nhiêu tiền trong ngân khố cũng không có ai dám kiểm soát. Trong những năm tháng làm quan, Hòa Thân đã vơ vét, thao túng, ăn hối lộ, tham nhũng của cải của triều đình Mãn Thanh. Theo sách Hòa Thân bí truyện, Hòa Thân giàu hơn cả vua, tiền tài nhiều hơn ngân khố quốc gia. Cái Hòa Thân có, chưa chắc Càn Long đã có. Tổng cộng tài sản của Hòa Thân ước tính vào khoảng 1.100 triệu lượng bạc. Nhiều lời đồn cho rằng nó còn tương đương với số tiền mà quốc khố nhà Thanh phải mất 15 năm mới thu được. Sở Văn Lục đời sau viết, đời Thanh Cao Tông Càn Long, Hòa Thân làm quan, quyền thế khuynh đảo thiên hạ, kết bè kết đảng, đi lệch chính đạo mà kẻ sĩ trong triều chẳng dám ngăn trở. Vậy Hòa Thân đã tiêu tiền của mình như thế nào và đâu là những bảo vật của Hòa Thân? Người Trung Quốc gọi Hòa Thân là người giàu nhất thế kỷ 18. Quả thực trong nhà Hòa Thân có vô số châu báu đắt giá, phải nói chúng đều là những món đồ có 102 trên thế giới. Câu nói Elemus cũng phải nể độ chơi ngông của Hòa Thân, quả không hề quá khi muốn ví von về sự đắt giá của những món bảo vật mà đại tham quan lại sở hữu. Trong cung vương phủ có hai nơi phần nào cho thấy sự giàu có của Hòa Thân. Thứ nhất là nơi ở của ông ta và thứ hai là lầu tàng bảo, tức là nơi chứa những báu vật mà ông ta có được trong thời kỳ là đệ nhất sủng thần của vua Càn Long. Tuy nhiên chúng ta cũng phải công nhận một điều là mắt soi bảo vật của Hòa Thân rất tinh tường. Ông ta chọn món nào đều có giá trị rất lớn, từ hàng tỷ cho đến hàng nghìn tỷ đồng nếu mà quy đổi ra tiền Việt bây giờ. Đầu tiên là Tích Tấn Trai, nơi ở của Hòa Thân cùng 9 người vợ. Bên trong có những cột nhà mà theo nhận định của giới chuyên gia, mỗi cây nếu mà quy đổi ra tiền Việt là khoảng 9.200 tỷ đồng. Những cây cột nhà này được làm từ loại gỗ đế vương ở Trung Quốc có tên là kim tơ nam mộc. Đây là một loại gỗ chỉ có hoàng đế được dùng, nhưng Hòa Thân đã đem về dựng nhà của mình. Còn những bộ bàn ghế sáng bóng được đặt bên trong là gỗ đàn hương khảm xà cừ. Một chiếc bàn như vậy có giá tương đương một chiếc xe Rolls Royce. Gạch lát của căn phòng này cũng hết sức đặc biệt. Nó được làm từ một loại đá hình thành khi magma phun trào khỏi lớp vỏ trái đất trong quá trình mà núi lửa hoạt động. Do vậy được coi như hóa thạch nhiều triệu năm, khi đặt chân lên sẽ rất ấm vào mùa đông và mát lạnh vào mùa hè. Trong lịch sử chỉ có hoàng gia mới được sử dụng loại đá này và người dân thì bị cấm khai thác. Bức tường của căn nhà này thì dày đến 1,5 mét, bên trong rỗng và cất giấu rất nhiều vàng bạc châu báu. Tuy vậy những gì cất giữ trong bức tường này chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ khối tài sản khổng lồ của Hòa Thân. Hậu cháo lầu còn gọi là lầu tàng bảo là nơi cất giữ các báu vật thuộc hàng tuyệt phẩm của Hòa Thân. Tòa nhà này dài hơn 180 mét, có 111 gian phòng và 88 cửa sổ. Mỗi cửa mang một hoa văn khác nhau dùng để phân biệt vị trí các căn phòng chứa bảo vật. Có thể kể đến một vài bảo vật bên trong lầu tàng bảo như bức tượng Phật làm từ ngọc hoa điền. Bức tượng này cao khoảng 1,2 mét, nặng tới hơn 200 kg. Ngọc hoa điền vốn là một trong những bộ tứ ngọc nổi tiếng nhất Trung Quốc. Cũng như các loại trang sức đá quý hiện nay, các viên ngọc hoa điền sẽ rất đa dạng, từ vài triệu cho đến vài trăm triệu đều có. Tuy nhiên hiện nay có giá trị nhất có lẽ là loại bạch ngọc hoa điền màu lông cừu. Bức tượng Phật của Hòa Thân chính là làm từ loại bạch ngọc hoa điền này. Bức tượng này cao 1,2 mét. Như vậy viên ngọc thô ít nhất cũng vào khoảng 1,2 mét trở lên cho đến 1,5 mét. Một khối ngọc có chiều cao như vậy chắc chắn là cực kỳ hiếm. Ở thời hiện đại ngày nay, ngọc hoa điền được tính giá bằng số gram. Và bức tượng Hòa Thân nặng tới 200 kg thì giá trị là vô cùng lớn. Tiếp nữa là bức tượng Quan Âm làm từ ngọc phỉ thúy. Theo đánh giá của các chuyên gia, bức tượng Quan Âm này cao 1,26 mét, được chạm khắc từ khối ngọc phỉ thúy có chất lượng hoàn hảo, không có tạp chất hay là vết nứt. Ngọc phỉ thúy được coi là một trong những vật phẩm quý giá nhất và chỉ được sử dụng bởi vua chúa và các gia đình quyền quý ngày xưa. Ngày nay loại ngọc này cũng rất hiếm và có giá trị cao, đòi hỏi phải bỏ ra một số tiền lớn để sở hữu những món trang sức được làm từ ngọc phỉ thúy. Giá của ngọc phỉ thúy được đo lường về độ trong suốt, rõ ràng, màu sắc và chất lượng. Còn bức tượng này có chất lượng cao cấp như vậy, giá trị của nó ước tính cũng lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Vào thời điểm đó, san hô đỏ của Hoàng đế Càn Long chỉ cao khoảng 2 thước Trung Quốc,
trong khi của hòa thân cao hơn 3 thước, tức là tầm khoảng 1 mét. Ông ta có tận 11 tảng san hô như vậy. San hô đỏ thường sống ở đáy biển, nhiều đá với trầm tích thấp, và loại san hô này thì thường phát triển trong các hang hốc tối. San hô đỏ sống ở độ sâu từ 10 cho đến 300 mét. Bộ xương quý giá của nó cấu tạo từ các gai carbonat canxi cứng đan vào nhau. San hô đỏ không thể nuôi trồng nhân tạo mà phải lặn xuống đáy biển để cắt những nhánh san hô quý hiếm như vậy. Ở độ sâu này rất nguy hiểm nên giá thành san hô đỏ cũng rất cao. Và hơn thế nữa, phủ của hòa thân có tới 10 viên ngọc trai vua, mỗi viên to bằng quả nhãn, tức là to hơn cả viên ngọc trai đính trên vương miện của Càn Long. Thông thường, mỗi viên ngọc trai chỉ có kích thước bằng cỡ hạt đậu nành. Trong quy tắc của triều đại nhà Thanh có quy định rằng các hoàng tử, quan văn và quan võ sử dụng ngọc trai thì trọng lượng không được vượt quá hoàng đế và hoàng hậu. Thế nhưng 10 viên ngọc của hòa thân đều to và đắt tiền hơn nhiều của Càn Long, và có thể khẳng định hòa thân luôn có những đồ xịn hơn là của nhà vua. Tiếp nữa là tháp gỗ tử đàn và vàng. Bảo tháp này được làm từ gỗ tử đàn quý hiếm, dát vàng và một số chỗ được đính bạch ngọc. Tất cả nguyên liệu được dùng để chế tạo ra bảo tháp này đều là hàng cao cấp nhất. Tương truyền rằng 10 thợ thủ công hàng đầu đã mất 1 năm để hoàn thành, và mức độ tinh xảo của bảo tháp cũng thật đáng kinh ngạc. Theo các chuyên gia, bảo tháp này có thể so sánh với bảo tháp được tìm thấy ở Tô Châu. Giá trị của bảo tháp hòa thân có thể lên tới khoảng 17.000 tỷ đồng. Và trong nhà của mình, hòa thân có một tấm tháp bình, tức là đồ trang trí được để bàn làm từ gỗ, ngọc hoặc là đóng khung kính. Nhưng mà đồ trang trí của hòa thân thì làm bằng thanh bạch ngọc, loại ngọc có màu pha trộn giữa trắng và xanh nhạt. Loại thanh bạch ngọc này có xuất xứ từ vùng Tân Cương của Trung Quốc. Tấm tháp bình này có hình chữ nhật, chiều cao 27,6 cm. Một mặt miếng ngọc chạm nổi cảnh hai vị cao niên đứng bên bờ suối, xung quanh là núi rừng hùng vĩ. Mặt còn lại khắc một bài thơ của vua Càn Long, bên dưới đề chữ Hòa Thân Kính Thư, tức là Hòa Thân trân trọng viết tặng. Theo các nhà nghiên cứu, tấm tháp bình này được cho là món quà do Hòa Thân ra lệnh chạm khắc để lấy lòng hoàng đế Càn Long. Mới đây thì tháp bình thanh ngọc này đã được bán đấu giá ở New York, Mỹ với giá là 13,6 tỷ đồng. Ngoài ra, phủ Hòa Thân còn có một con tỳ hưu bằng ngọc phỉ thúy được đánh giá là quý giá bậc nhất thế gian. Theo đánh giá của các chuyên gia, con tỳ hưu trấn yểm này được làm từ ngọc phỉ thúy với chất lượng thượng hạng. Ngay cả Càn Long và nhiều bậc quân vương khác cũng chỉ trưng bày những con tỳ hưu bằng bạch ngọc, nên giá của nó là không thể đong đếm. Trên đây thì người ta mới chỉ liệt kê những món bảo vật đã được thống kê, và thực tế nhiều món đồ quý hiếm khác vẫn chưa được công bố hoặc đang lưu lạc trên khắp thế giới. Tuy nhiên, qua những thứ này, chúng ta có thể thấy được phần nào sự giàu có và thú chơi ngông của hòa thân. Chẳng trách ông ta được mệnh danh là đệ nhất tham quan trong triều đại nhà Thanh.